Tối 5 tháng 7, trong ngày ra mắt huấn luyện viên Luis Enrique thay thế huấn luyện viên Christopher Gutierrez, chủ tịch PSG, ông Nasser Al-Khelaifi đã đưa ra lời cảnh báo rất mạnh mẽ cho Mbappé. Lập trường của tôi rất rõ ràng. Tôi không muốn lặp lại điều đó mỗi lần. Nếu Kylian muốn ở lại, chúng tôi cũng muốn anh ấy ở lại. Nhưng anh ấy phải ký hợp đồng mới. Chúng tôi không muốn mất cầu thủ hay nhất thế giới theo dạng miễn phí. Chúng tôi không thể làm điều đó, ông Nasser Al-Khelaifi nói dứt khoát trong cuộc họp báo khi ra mắt huấn luyện viên Luis Enrique. Đây là một câu lạc bộ của Pháp. Mbappé nói rằng sẽ không bao giờ ra đi theo dạng tự do. Nếu hôm nay anh ấy đổi ý, đó không phải là lỗi của tôi. Chúng tôi không muốn mất cầu thủ hay nhất thế giới theo dạng chuyển nhượng miễn phí. Điều đó rất rõ ràng. Tôi nghĩ các bạn đã có những gì các bạn muốn, ông Nasser Al-Khelaifi chia sẻ thêm với giới truyền thông Pháp. Huấn luyện viên Luis Enrique sau khi ký bản hợp đồng 2 năm trở thành nhà cầm quân mới của PSG, cũng cho biết mọi thứ với Mbappé đều mở. Đối với huấn luyện viên, như tôi đã nói, Mbappé là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới và đã làm được nhiều thứ rất đáng kinh ngạc trên sân cỏ. Phong cách chơi bóng của anh ấy, thứ bóng đá tấn công của anh ấy, thực tế là mọi thứ đều đến rất tuyệt vời. Chúng tôi có tham vọng lớn và chúng tôi luôn muốn có những cầu thủ như Mbappé. Trong ngày ra mắt huấn luyện viên Luis Enrique và xung quanh câu chuyện đi ở của Mbappé làm nóng báo chí Pháp và câu lạc bộ PSG, chủ tịch PSG, ông Nasser Al-Khelaifi cũng tiết lộ đội bóng thành Paris sẽ bỏ ra chi phí lớn để xây dựng trung tâm tập huấn mới của câu lạc bộ có tên Side Sportif tại Poissy. Chúng tôi đang cố gắng làm điều gì đó độc đáo. Tôi hy vọng đó sẽ là một trong những trung tâm đào tạo tốt nhất thế giới. Đây là một khoản đầu tư lớn. Chúng tôi muốn đưa các cầu thủ trẻ đến gần đội một hơn. Đó là khoản đầu tư tốt nhất của chúng tôi và là khoản tôi tự hào nhất với sự xuất hiện của Luis Enrique, ông Nasser Al-Khelaifi cho biết thêm.